Khi bài tập về nhà biến thành tiền. Cháu mua cái này với cái này đi. Wow. Cái này đi. Ừ. Của hai đứa hết 20 bài tập về nhà. Hả? Là cháu gửi ạ. Gửi ạ? Ừ, cô cảm ơn nhá. Thôi chết rồi. Alo, công an à? Tôi muốn báo cáo hai trường hợp dùng bài tập về nhà giả. Tôi chết, phát hiện rồi. Cô ơi, cô thay cho bọn cháu đi ạ. Ôi cô ơi, bọn cháu hứa lần sau bọn cháu không tái phạm nữa đâu ạ. Lần này là lần cuối ạ. Chắc chỉ vừa thôi, không có bài tập cũng đòi đi mua hàng. Cô ơi cô, để cháu trả bài tập về nhà cho hai đứa này ạ. Ê cô ơi, cháu có rất nhiều bài tập về nhà quý luôn. Bài tập về nhà văn, bài tập về nhà toán, bài tập về nhà tiếng Anh nữa. Ừ, được rồi, để cô xem nào. A few moments later. Bài tập đã hoàn thành rồi, đủ rồi nhá. Vâng, chào xin ạ. Ủa, may đấy, nhờ bốn mắt mà mình đỡ tốn được 2 cái bài tập về nhà. Cháu ơi, cho cháu mua thêm một ít đồ nữa ạ. Cháu mua cái này. Đây là cái này ạ. Ừ, của cháu hết 50 bài tập về nhà. Ôi dồi ôi, cháu lấy đâu ra tờ bài tập nâng cao nó khó này hả? Cô không có bài tập để trả lại cho cháu đâu. Bố cháu là giáo sư ấy nên có nhiều bài tập khó lắm cô ạ. Mà thôi, cô không cần trả lại cháu đâu. Ở nhà cháu còn nhiều bài tập lắm. A few moments later. Đây. Wow. Cô giải xong rồi này. Lần sau mà có bài tập á nhớ vào bài ủng hộ cô tiếp nhá. Cháu về đây. Ê bố mắt, con tớ cảm ơn cậu nhá. Mà cậu hay thật đấy, lúc nào có bài tập về nhà chưa làm. Đúng rồi đấy, cậu lười nhắc phải gọi là đáng ngưỡng mộ luôn. Con tớ rất là hâm mộ cậu. Vâng thưa cậu nhá, lần sau tớ trả hết cho, tớ có nhiều bài tập về nhà chưa làm lắm. Bốn má, em mơ gì mà cười vui thế em. Người kia, bốn má dậy đi, kia cô Thảo gọi kia. Giá ngủ trong giờ à, bài tập về nhà không làm một tí nào đây này. Ngày mai mời Vinh lên cho tôi. Chết tớ rồi. Chết chắc rồi. Thôi đừng buồn nữa, về nhà tớ đi, tớ mời cậu ăn món này ngon cực. Đừng ra siêu thị mà có nhiều đồ ăn ngon để hôm nay tớ mời cậu. Ủa. Hay sao bọn mình không ra ngoài cổng trường ăn đi cho tiện, đi xa làm gì? Không, về nhà tớ. Không, đi siêu thị. Nhà tớ. Siêu thị. Nhà tớ. Siêu thị. Nhà tớ. Thôi, nhân dịp hôm nay tớ đang buồn, chúng mình hãy chơi thử thách đi. Đó là thử thách đồ ăn ở siêu thị, ở cổng trường với cả ở nhà, để xem đồ ăn ở đâu ngon hơn. Đúng không? Ok luôn. Trời luôn. Bắt đầu thử thách thôi. Trước khi chúng mình vào thử thách, các bạn hãy kéo xuống bấm like video này để ủng hộ chúng mình ra nhiều video clip mới hay hơn nha. Nào, trò chơi đầu tiên chúng mình sẽ chơi trò nhảy qua chướng ngại vật đang lăn. Nhưng mà chướng ngại vật sẽ lăn từ đằng sau nha các bạn. Mọi người, mình phải nhảy qua đúng thời điểm. Nếu mà ai mà nhảy sai thời điểm thì coi như là bị loại luôn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ chuẩn bị nhá. Ok. 1, 2, 3. Vậy được có một cái thôi các bạn ơi. Đến lượt mình nha. 1, 2, 3. Lắm đẹp luôn. Bóng số 1 Nam ngủ ngáo là người chiến thắng nên là Nam sẽ được chọn đồ ăn yêu thích. Lâu ấy. Nào cho hai người chọn nào. 1, 2, 3. Ui, chưa. Ở nhà. 2, 3. Wow. Của mình là đùi gà cổng trường. Của mình là gà chiên que tôm nhâm. Của mình là gà nướng nhà làm. Wow. Cái này cần phải cho vào nồi chiên không dầu các bạn ạ. Nên bây giờ mình sẽ đi chế biến nhá. Mình sẽ ăn miếng liền trước. Gà này mà có nước chấm ngon thì không có gì bằng. Nhưng mà tiếc quá, không có nước chấm. Thật vô nghĩa. Thịt gà làm kiểu này rất dai và ngọt thịt nha. Ăn đúng kiểu quê hương mà gà được nướng bằng than hoa rất thơm nha. Ăn kiểu này là mình nhớ đến ngày Tết, không thể thiếu món gà luộc được. Wow, đây là món đùi gà bán ở cổng trường các bạn ơi. Ở cổng trường mình còn hay ăn một món liên quan đến gà đó, chính là snack cánh gà. Thôi bây giờ mình sẽ ăn cái này trước nha. À cái này thì chúng bọn mình có làm thử thách rồi các bạn ạ. Mặc dù đã làm thử thách rồi nhưng mà mình nhìn món này mình vẫn thấy thèm các bạn, bởi vì vị nó rất là ngọt. Ha 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 ha
Không, không sao. Wow, mềm, siêu siêu mềm luôn. Cái này chắc phải được hầm rất là lâu. Ta vị tẩm ướp cực kỳ ngon. Vị thì hơi cay cay nhẹ, nói chung là tuyệt. Ồ, đây chính là gà xiên que kiểu Thái Lan các bạn ơi. Cực kỳ thơm luôn. Mình đã phải cho vào nồi chiên không dầu trong vòng 15 phút. Giờ nó mới chín được như này đấy. Cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Thịt được tẩm ướp gia vị rất là đậm là, mà thịt lại còn mềm nữa chứ, không bị dai và không hề bị ngấy. Toàn là những miếng ướp gà thôi, nên là rất nhiều protein luôn. Ngon, ngươi nhỉ? Vòng tiếp theo, chúng mình sẽ chơi trò nặn đất nặn nha. Nhưng mà nặn đơn giản thôi. Trong vòng 10 giây ai mà nặn được cái hình đất nặn này có cái hình dài hơn thì sẽ là người chiến thắng. Mà okay, đứt thì sẽ bị thua luôn nhá. Ok, ok, mọi người hiểu chưa? Nào, nắm lại trò nào. Một, hai, ba. Này chậm mà chắc các bạn ơi. Nào bây giờ chúng mình sẽ đo kết quả nhá. Ôi giải. Ôi như vậy là nhập chiến thắng. Mình chiến thắng rồi các bạn ơi, mình nhập nhăm nhó chiến thắng nhá. Vừa hôm nay mình ăn đồ nhà rồi đây. Cho hai người còn lại chọn. Rồi, ok. Đấy, hai người lại chọn đi. Rồi. 1 2 3. Ơ nha. Chọn chưa? Ra để xem vòng này đồ ăn ở nhà hay đồ ăn siêu thị với cả đồ ăn ở cổng trường khác nhau thế nào nhá. 1 2 3. Snack mì trẻ em. Của mình là mì gạo. Của mình là mì khô gà chua cay. Loại mới nhất của Sam Giang các bạn ạ. Mì khô gà chua cay habanero làm bù đắp ramen. Em thích ra ngon quá. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi chế biến rồi ăn nha. Snack mì tôm trẻ em này là quá tuổi thơ với mình luôn rồi. Mùi vị nó vẫn vậy nha. Bao nhiêu năm rồi hương vị vẫn vậy các bạn ạ. Giòn giòn ngọt ngọt, ăn rất là vui miệng nha. Hồi bé mình có thể dốc cả gói này vào ăn trong một lần luôn. Bây giờ mình sẽ thử nha. Quá phong lượng luôn rồi nè các bạn ơi. Hết luôn trong một giấc nè. Wow, của mình là món mì gạo. Tuổi thơ của mình đã ăn món này rất là nhiều các bạn ạ. Chắc là có nhiều bạn nhỏ ở đây chưa từng ăn cái món này đúng không? Để hôm nay mình sẽ review cho các bạn nha. Món này là một món tuổi thơ của mình. Mì này thì thường không có gia vị các bạn ạ. Mình sẽ phải tự nêm nếm gia vị vào. Nãy giờ mình đã tự nêm nếm rồi. Ôi, nó giống như cái sợi bún ấy các bạn ạ. Nhưng mà khi mà nấu lên thế này thì nó cũng sẽ bắt đầu ngấm những cái gia vị vào, nên là nó ăn ngon hơn sợi bún. Và mình có cho đây thêm một ít rau để có đủ chất. Mà cái này mà cho thêm thịt băm và cà chua nữa vào thì cũng cực kỳ ngon. Lâu lâu ăn lại cái này, mặc dù gia vị không đậm đà như các loại mì tôm, mì gói, nhưng mà cũng có một vị rất là riêng, ăn rất là thanh mát. Ngon nha. Lâu lắm rồi mình mới được ăn lại cái hương vị này. Nào các bạn ơi, mình đã vừa nấu xong món mì mới nhất của Sam Giang rồi. À, giờ cùng mình thưởng thức nha, để xem là nó có cay như các loại khác không. Wow. Các bạn ơi, thậm chí mình thấy nó còn cay hơn cả những loại khác các bạn ạ. Nhưng được cái là nó có thêm vị chua chua nhẹ nên là dễ ăn hơn. Nhưng mà vẫn cay cực kỳ luôn đấy các bạn ạ. Được cái là có thêm vị nên là ăn cũng lạ miệng. Nhưng mà nó vẫn cay lắm các bạn ơi. Các bạn nào mà ăn mì này tốt nhất là không nên cho gói cay vào. Bỏ ăn mì cay không cho gói cay vào. Thế là cá cay so với tất cả những loại mì cay khác, nhưng mà trừ là bên X2 và X4 đấy nhá. Cay quá không nói lên được. Còn về độ ngon thì mình thấy là khá là ngon các bạn ạ. Mình thấy ngon hơn các mì khác đấy. 9/10 điểm. Vòng số 2 chúng mình sẽ thi xem ai vỗ tay to hơn. Mình có thể đo âm thanh bằng ứng dụng ghi âm ở trên điện thoại nhá. Nếu mà ai mà vỗ to hơn thì cái cột âm thanh nó sẽ cao hơn. Ok, okay. Nào. Của Nam nhá. Rồi. Ok. Ui. Ha 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 ha!
Mình đã người chiến thắng các bạn ơi. Cảm giác ở đây. Ôi dồi ôi. Có lưu luôn. Nào bây giờ mình sẽ lựa chọn nhá. Nào hai bạn chọn đi. Chọn cái tên đi. 1, 2, 3. Xin nha, lại nha. Cổng trường các bạn ơi. Bắp rang bơ mua ở siêu thị. Mình là bắp rang bơ cổng trường nhá. Wow. Các bạn ơi, bắp rang bơ vừa nổ xong rồi, nóng bỏng luôn. Bạn ơi, bắp rang bơ này bị caramel, tự làm nên rất đảm bảo an toàn nhá. Và do là mình tự làm nên mình sẽ cho gia vị tùy theo sở thích của mình, có thể đậm hơn của ngoài quán. Đặc biệt là rất là vị, siêu ngon. Nào. Trời các bạn ơi, của mình là vị sô-cô-la. Nhưng mà hình như đây không phải là bắp rang bơ, như đây là quả kiểu bỏng ấy các bạn ạ. Ăn thử xem nào. Rất là thơm mùi sô-cô-la luôn. Siêu giòn, cho vào miệng nó cảm giác nó tan luôn trong miệng ấy, rất là đã. Ăn rất là vui miệng luôn. Đúng rồi, bắp ở rang bơ siêu thị rất chất lượng, với cả đa dạng mẫu mã nữa. Bắp rang bơ cổng trường mặc dù chỉ có giá là 10.000 thôi, nhưng mà được một hộp này cực kỳ to và nhiều luôn ấy. Không được đậm vị lắm. Với giá 10.000 như này là tạm được các bạn ạ. Bởi vì mình thấy hơi thất vọng, bởi vì vỏ ngô là hơi ỉu quá ạ. Ăn thì nó cũng có thơm, nhưng mà cái vị nó không được ngọt và đậm. Nào, vòng số 3 chúng mình sẽ thi nhanh như chớp. Mọi lần nha, sẽ kể tên đáp án và ai không kể được sẽ bị loại. Ok, ok. Đề bài là gì? Hãy kể tên các loại nước ngọt. Bắt đầu từ ai đây? Các hãng nước ngọt đúng không? Ok. Các cái loại Pepsi, Sting, Mountain Dew, Rồng đỏ, Red Bull, Nam, Fanta, Sprite, Number One, Nam, Red Bull, 3, 2, 1. Thua. Carabao. Cái gì nhỉ? Chết rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mình sẽ chọn một địa điểm mà mình chưa ăn nhá. Nào, hai người này bốc đi. 1, 2, 3. Cầu siêu thị nhà. Nước ngọt vị soda kem. Của mình là trà sữa uống liền cổng trường. Còn của mình là nước xấu khổng lồ nha Lam. Rất là ngon đấy. Vị này là vị mình rất là yêu thích luôn. Chắc là nhiều bạn cũng thích vị này giống mình. Các bạn ơi, cái nước này cũng có màu xanh lá cây, giống hệt như hình vỏ nha, màu hình vỏ nha. Mình thấy nước này có rất là nhiều ga nha, mà có là vị dưa lưới, uống rất là ngon, lại thêm cả béo béo vị kem nữa, vị rất là lạ luôn. Đang khát uống một hụt này, tinh cả người luôn các bạn. Đầy được 100 cái xà. Wow, của mình là trà sữa uống liền ở cổng trường. Quán tiếng Trung Quốc nên mình cũng không biết nó là vị gì nữa các bạn ạ. Chưa bao giờ mình uống cái vị này cả. Để bây giờ mình sẽ uống thử xem có ngon không. Hình như một cái cốc này là khoảng 20.000. Bên dưới còn có những cái hạt trân châu trắng nữa. Cái này là trà sữa vị xoài đào các bạn ơi. Ngon cực kỳ luôn. Không ngờ mà xoài kết hợp với đào lại ra một cái mùi thơm như thế. Sau cái trân châu bên dưới thì mềm, không dai. Cảm giác ăn là hơi bở một tí. Thơm cực kỳ luôn. Không, mình còn thấy có một chút mùi cam. Như kiểu là sữa, những cái sữa chua uống hương cam ấy. Khá thơm và ngọt nha. Để chấm thì mình sẽ chấm 8,5 trên 10 thôi. Wow, mùa hè này mà có một ly nước xấu nhà làm này thì quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ở miền Bắc này thì có rất nhiều xấu, mọi người mua về ngâm về đường để làm nước uống ấy các bạn. Vị chua chua ngọt ngọt thanh thanh, quá ngon luôn. Thêm một chút đá vào, thành một cốc nước giải khát rất là đỉnh cho mùa hè các bạn ạ. Không chỉ có nước xấu ngon đâu, quả xấu nó cũng ngon nha. Cực kỳ ngọt luôn ấy, không hề chua tí nào cả. Chỉ hơi chua nhẹ anh thanh thôi. Lại còn vẫn giữ được độ giòn của cả sấu ấy chứ. Mình cứ tưởng ngâm trong nước là nhiều là nó sẽ mềm cơ. Ngọt, chín nhiều.
Wow, như vậy là chúng mình đã vừa ăn rất nhiều đồ ăn ở nhà, ở trường với cả ở siêu thị rồi. Các bạn thấy thích đồ ăn nào nhất thì hãy để lại bình luận bên dưới cho bọn mình biết với nhau. Và bây giờ chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.